cho My nha. Mà ai là đẹp chúng ta là bên ngoài, mà ai xấu là chính xấu. Ừ, bây giờ My ra ở nhà riêng rồi mọi người. Em ăn xuống làm mặt cá hồi đi bạn. Làm mặt gì? Mặt cá hồi. Cá đẹp lắm. Ngày mai á, nếu mà tôi qua được thì cũng phải là chiều tối. Tại xong việc mới qua được. Lát tôi lấy số điện thoại của bà nha. Chia sẻ live stream cho cái mùi gì thôi quá vậy trời. Đói. Đói. Xong chưa? Chưa xong. Ủa dưới kia là phòng gì? Làm chân mày à? Chia sẻ đi mọi người ơi. Cảm ơn mấy bạn nha, mấy bạn chia sẻ cho live tiếp tục cho My nha. Bạn nào chia sẻ mấy nãy thì bây giờ dạ, bỏ thời gian chia sẻ lại cho My một chút nha mấy bạn. Cái mặt bà đẹp sẵn rồi đủ. Bà sửa đi là tự nhiên nó đẹp. Tự nhiên để nhà đầu tư. Mọi người ấn vào chia sẻ cho My một lượt đi ạ. Một lượt chia sẻ là một nguồn động lực. Đói quá. Nói được cái giọng miền Trung. Miền Trung. Mọi người bớt bóc phốt đi à. Hello mọi người. Hello mọi người. Hello mọi người. Chiều nay mày nhớ vào quay nha. Mình không đọc hết comment đâu bạn ơi. Nhiều quá. My ở đâu á? My ở Shiba. Cảm ơn Su Su. Đói quá. Hello anh Tiger. Cảm ơn mọi người. Nói chí vậy thiệm. Nói chuyện với các bạn. Hello bạn. Mỹ quê ở mố mà nói được dòng đi. Mỹ quê ở Hà Nội. Mỹ quê ở Hà Nội. Chị nói chuyện dễ thương quá. Chị cảm ơn em. Hello Johnny. Dòng ư đúng rồi. Mi sinh ra ở Hà Nội, mi lớn lên ở Nghệ An và bị chư mi học ở Sài Gòn. Nhức nắp không? Hà Tĩnh. Nhức nắp không? Cái sở yêu lý lịch đọc phù rồi nhức nắp liền. Cảm ơn Danny, cảm ơn Danny, cảm ơn anh Thạch Xanh. Anh làm chó em nuôi không? Dạ không, em ghét chó, em gặp chó là em đánh té túa luôn. Không, em thích ăn thịt chó. Gặp chó là em nướng. No 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 no. Chương này tụi cái này là tụi em đi theo chương trình. Nghe giọng này kìa, sao cái địa lý của em nó phức tạp vậy á? Thì bây giờ
nó sinh số phận nó đã an bài cho mình như thế rồi thì mình biết làm sao được. Quên không nói cô nào. Nó có đây là mà. Cô Hà, cô Đào bảo là có đi được không? Có. Đâu? Nhắn tin cho tao mà đâu gì? Lọc của cô hôm nay hơi chết là sao? Em gọi anh Lọc lên đi cho anh Lọc đỡ cái tọc tím à. Anh Lọc có gì nói chuyện với Johnny giùm em nữa. Đúng rồi đó. Chuyện nào là mũi? Tôi hả? Tôi làm. Sao lại từ chối? Sao lại từ chối? Cái tấm hình bà mới đăng lên đẹp kia. Hôm qua xe được 10.000 mà hôm nay không xe được, không theo gì. À, em ơi, những lần sau á là em lần sau là em ôn lại, em xe là em ủng hộ chị. Còn lần em xe đầu tiên mà em thêm năng lượng á thì cái đó em mới được tính định tin nha em. Mà mỗi lần em xe như vậy là đã được 10.000 mảnh tin và 15.000 mảnh tin là rất nhiều rồi. Bước về phía anh, nơi mà em thấy nắng mai. Ủa bị lát hay là sao vậy anh Lộc? Tắt hay là bị lát vậy anh Lộc? Ủa kêu anh Hà ơi, em kêu lồi á, nãy giờ mấy lần á, toàn là tắt là kết nối thất bại không à? Ừ, anh cũng không dám đăng lên mạng. Để gọi anh Lộc đi, có gì nói chị cho này tắm mà bữa đám cưới à. Tớ đã trở lại. Tắm ốc thần ốc đâu chị? Ốc mấy tuần rồi. Ủa, mình đang có nhiều thứ quá vậy. Sao chuyện gì vậy? Gì? Gì đâu? Cái này nói là dạ. em được cái này là Bigo tài trợ cho em đi hả? Oh, hello Johnny. No, no. Bigo don't support her for my spa. She pay for it. She want beautiful on the final day. So, xin ngựa. Chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã share like nha. Oh, I know. They don't pay for anything, everything. You know that? What is the ngựa? The ngựa that mean a horse. Ủa, mình dịch chuẩn tiếng Việt luôn á. Đùa rồi chứ. À, anh ở Cali á Vinh. Ồ, mọi người ơi, mọi người tranh thủ nha. My chỉ còn có 2 ngày nữa thôi. Chỉ còn có 2 ngày nữa thôi. 20 với 21 nữa là mọi người sẽ không còn nghe cái bài ca con cá là xe này nữa. Mọi người sẽ được thoải mái, thảnh thơi lỗ tai chỉ để nghe My hát. Và một điều rất là quan trọng nữa là trong ngày 22 tháng ngày 22 nha các bạn, thứ bảy tuần này nha các bạn. Từ 6 giờ chiều cho đến 10 giờ tối là cuộc thi Nữ thần Beagle đêm chung kết diễn ra nha các bạn. Các bạn yêu thương và quý mến My thì hãy cổ vũ và giúp đỡ My trong cuộc thi nha. Đặc biệt là có cái màn mà thi gọi là thi diễn thời trang với lại trả lời trí tuệ rồi đó mọi người. Mọi người hãy coi My thi thời trang nha mọi người. Còn trí tuệ thôi bỏ đi. Mình nói mình bị chữ. Bậy tắm. Ồ mà nói thiệt nha, Beagle này nó không có công bằng. Tại sao chỉ có cuộc thi nữ thần Beagle mà không có cuộc thi như là BD Beagle hay là nam thần Beagle gì đó đúng không? Chỉ có nữ thần Beagle thi thôi là sao?
phải không Tân? Nói gì đi Tân? Im lặng quá vậy Tân Trần. Đợi chút kiếm áo mặc vô mới cho thấy mặt được. Khổ lắm cơ. Mọi người chia sẻ cho My nha. Cuộc thi thay giám Bigo. Lên 3.000 đậu đi mọi người ơi. Cho em lên top đi mọi người ơi. Cuộc thi thái giám Beagle hả? Mình là đạt hạng nhất chắc luôn á bạn. Mình thắng chắc. Trời, tôi là tổng quản công công của nội cung mà. Ôi, anh thạch xanh nha. Dạo này cũng có thạch xanh 1, 2, 3, 4 rồi. Đùa chứ. Mọi người rất là dễ thương. Mọi người đã tạo rất nhiều ạc để like share cho My. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ em cảm ơn anh Thạch Xanh 4 ạ. Chừng nào anh Thạch Xanh 5 lên vậy anh Thạch Xanh 5. Ồ cái ngôn ngữ nó không hiểu. Nói chung là giỡn một chút thôi. Nhưng mà cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ở bên cạnh My, chia sẻ like của My và giúp My trong suốt cuộc thi Beagle nha các bạn. Đặc biệt là các bạn ở team 666, 369 với lại các bạn của Mèo, các bạn của Tân Trần với lại bạn của Tâm nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều trong khoảng thời gian qua nha. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Các bạn share bắn. Đang nói chuyện, bà chỉ ngón tay xuống bà kêu bắn team với mình nhìn xuống dưới. Ủa không lẽ bây giờ bà cặp team cho bà nữa hả ta? Nó liệu luôn á. Nói chung là cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Còn 2 ngày nữa thôi. Mọi người giúp đỡ My trong 2 bữa cuối nữa là chúng ta sẽ không nghe bài ca xe này nữa mỗi ngày nữa. Cái chữ quần què là đúng rồi đó, mình tính nói là cái chữ quần què là hai chữ Q chứ không phải chữ Q với chữ W. Đầu gấu cái quần què. Like đi bạn. Bạn like xong rồi bạn muốn kêu cái quần què hay quần lành gì cũng được. Đúng rồi, Beagle làm cho nhiều nick được. Giống như là mình tạo nhiều cái Gmail thì mình sẽ làm được nhiều nick thôi. Nữa, lại hỏi anh là gì của My nữa gà. Em biết anh là cậu của My mà. Ông điếc nha, bớt amen cho sang nha. Anh Lộc, bé kia xinh chưa kìa. Ồ, cái bé đang ngồi massage cho My đó hả? Chào em. Hello anh. Trời ơi, nhìn cặp mắt là thấy dễ thương rồi nha. Ôi bậy quá, lên Romy mà thả thính người khác kỳ lắm mọi người ơi. Nhưng mà em dễ thương quá cưng. Xin giới thiệu với có bạn bên cạnh nữa hả? Mỹ 31 tuổi, hiện tại vẫn chưa ai thích ai, vẫn là còn đang ế. Ê sao mặt dùm bớt ai? Bớt cái vụ mà hiện tại vẫn chưa ai thích. Sao mặt cảm ơn anh Thạch Xanh 5 nha, em đang chờ đợi anh Thạch Xanh 6 lên. Bạn Hương đó, anh Lọt sao mặt, bạn Hương mới sao mặt ra cười phát rồi xong rồi tới lượt em rồi đó, tháo khẩu trang ra cưng. anh gì vậy chứ, anh thẳng tính lắm, giống như anh muốn gì là anh nói đó à. Giống như em kêu anh xem mặt thì anh xô mặt anh ra rồi tháo khẩu trang đi cưng, lột lẹ ra một cái rồi gắn vô lại đâu sao đâu nè. Ngại gì thiệt, 900 người đang ngồi chỉ đợi em tháo nhẹ cái khẩu trang ra thôi đó cưng. 900 một gần 1.000 người đâu ba. Ừ, 1.000 người đang muốn xem mặt. Đâu phải là vấn đề đơn giản đâu. Cả ngàn người muốn xem Hương thôi. Cậu em có thể lột nhẹ cái khẩu trang xuống rồi em kéo lên lại không? Cậu rùa có ba.
Ừ, tại vì mặt anh trẻ thôi gà. Khi vợ tuổi anh thì nó 5 tháng nó cũng đi qua hơi bị nhiều rồi. 21 tuổi rồi đó, trẻ không? Làm Đó, thấy mai chưa cho. Hương, mọi người đều nói không, em chỉ mở trong 5 giây thôi, chỉ cần 5 giây thôi Hương. 5 giây của em thôi là thay đổi cuộc đời của Hà My rất là nhiều. Má ơi, hết hồn luôn bà nội. Ú, hên quá, chụp lại kịp. Ê, ê, mọi người coi bộ phim Xác Ướp Ai Cập mới chưa? Ủa, My đóng vai chính nè, giờ mới biết luôn á. Ủa, bà đóng vai Xác Ướp chuẩn ghê luôn má ơi. Ồ, đợi chút nha. Dạ. Sao đi quẹt vô mỏ hơi nhiều mụn Nói chuyện không được hả? Thôi gọi kể đi. Là tôi cắt ra cho. Để cái đèn cho chị. Này đổi màu luôn. Đổi màu gì? Một mặt trắng hồng. Lên điện lạnh đi rồi biết ngay mà dính nè, chiếu chiếu đèn nha. Khỏi thì nhắm mắt luôn, đây là khỏi. Tôi có thể nói chuyện với bạn được không? Được. Tân trần hồn tươi giả hết hồn rồi ạ. Cảm ơn mấy bạn team của Tâm nha. Cảm ơn Tâm nhiều nha Tâm.
Biết sao không? Tại vì giờ là My đang trong giai đoạn là bị bó bột á, cho nên là My không có trả lời comment được, thì thôi anh trả lời comment thay cho My. My nằm đó My nghe thôi. Có, mai vẫn đi làm bình thường bành, nhưng mà mai 8 giờ vô làm, giờ này thức được mà, chưa có trễ. Hương ơi, đắp cái mặt này bao lâu vậy Hương? Dạ 15 phút. Hương. 15 phút nha gà. Hương cần Hương lo gì mới. Cần trả lời tin nhắn đi. Đâu có biết trả lời gì đâu. Ừ, cảm ơn nha Tân, cảm ơn nhiều. Trả lời đó thôi, bình thường tập live stream đi. Bên đây ở 10, gần 11 giờ tối rồi, 10 giờ 53 tối. Không biết đâu đó, bà chết luôn. My đang bị bó bột mặt nha mấy bạn. Quay cái điện thoại xích qua thứ khác đi. Cậu nếu anh thì hãy im lặng đi. Anh ở Cali em. Trời ơi con về, con cái kéo quá, sắp bị luôn. Cái kéo nó thương bà dễ sợ. Ủa thật sự là không có cần phải cắt đâu Hương ơi. My cũng đâu có cần nói chuyện My đâu. Nói chuyện, không nói đâu. Bởi cắt như bởi cắt chỉ. Thương bà, cái kéo không có thương bà. Em lấy dao lam em rộng lằn ngay đó, được rồi, đâu cần lấy kéo cắt dữ vậy. Ồ Hương ơi, có bạn hỏi ở bên ở chỗ Hương có làm cho nam không kìa Hương? Dạ có anh, chuyên điều trị mặt, mấy phẫu thuật. Phẫu thuật luôn hả? Phẫu thuật thẩm mỹ á, nâng mũi rồi tùm lum hết. Ồ. Có bác sĩ Hàn Quốc làm. Ừ, nói với Siva đi. À. View cao hả? Có bác sĩ Hàn Quốc làm luôn. Tâm đi. Spa tên gì vậy? Dạ Tigabi New York. Ồ mấy bạn ơi, hãy đến spa. Cái tên dài quá TKB New York. TKB New York. Đó các bạn nghe TKB New York nha các bạn. Các bạn tới spa này thì sẽ được các dịch vụ chăm sóc da mặt, trị mụn và phẫu thuật thẩm mỹ nha các bạn. Ở đây có bác sĩ Hàn Quốc làm phẫu thuật theo công nghệ của Hàn Quốc nha các bạn. Thí dụ như mũi S-line, cầm V-line, bơm ngực. Cái gì line nữa thì mình không biết. Ừ, bơm nâng mông luôn hả? Ừ, nâng mông sẽ ngực hút mở bụng, nói chung là làm hết nha mọi người. Bước vô bước ra là khác liền nha mọi người. Nhớ nha mọi người, TKB New York nha mọi người. Mọi người phải tin tưởng bác sĩ Hàn Quốc nha mọi người. Trời đất ơi, có kéo chân không không Hương? Em có kéo chân không? Không nói là kéo cái gì vậy? Hút chân không chứ không có kéo chân không. Hút chân không nha Tin, có hút bụng. Chân không hút mở bụng luôn. Không hút mở bụng thì dành cho anh được. Ừ khẩu trang đấy. Trời ơi tự nhiên đang làm mở khẩu trang cho. Không, ừ mai mốt anh về anh làm mà nè. Mọi người ơi, anh là được mọi người nãy giờ nhau. Ngồi chơi á, mọi người có thể bấm xuống xe cho My một cái nữa không mọi người? Khoảng như 30 phút thì xe một lần nha. Hả cái gì? Em mới nói gì Hương? Em nói riêng anh về gì? Anh mới nghe lãng thấy. À, riêng anh em giảm 50%. Em hứa nha. Hứa. Anh dễ bị gạt lắm đó. Đừng gạt anh. Ừ, ok. Giảm 50% tức nghĩa là... Ừ,